Rồi sao rồi? Tôi làm cho mấy lần rồi? Hai lần rồi. Thì thấy cái lưng sao rồi? Thì lưng thì nó có ngay là được chút rồi. Ngay được chút rồi phải không? Rồi, làm nghề gì? À, để làm nghề nông thôi. Nghề nông là vậy thôi, bữa nào cho tôi mấy lưng kiếm nha. Nếu mà có mà để cái sầu riêng đó không? Sầu riêng. Ôi da, sầu riêng cũng không thuốc nha. À, không, không. Để chỉnh lại cái cuộc sống cho ngon ha. Đây hứa lời hứa bên này phải canh me lên ha. Đó. Cái tay này có hứa sao mà không được đây. Chưa 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 được phải không? Tại vì cái cuộc sống đó là phải chỉnh nhưng mà có đỡ hơn không? Có đỡ hơn. Có đỡ phải không? Ok. Rồi. Cái tay này phải không? Tay này. Rồi, đưa này đưa đi. Trời, lên cổ luôn. Lên gân luôn. quay tay lại cho đỡ chưa? Rồi, cái tay này nó này thật lâu lắm rồi. Thôi mình trước đi. Ừ. Chai rồi. Rồi. Rồi, sầu riêng giấu đâu? Ok. Vậy nha. Úp. Bắt. Rồi, đã qua hàng. Rồi. Năm ngang qua quay qua đây. Rồi, tặng luôn đó. Rồi, tiếp qua. Ok. Ta đi bỏ ra đây nè. Nha. Em ok. Giảng mà không bỏ. Rồi, lưng dẻo qua đâu? Đâu đưa lưng ngồi vậy. Rồi, dẻo qua đây phải không? Rồi. Rồi, ông nằm xuống đây đi. Rồi quay lưng lại đi. Dẻo qua đây phải không? Phải kéo lại qua đây kéo đi chứ. Rồi đầu quay kia mình quay đúng đi, quay đúng đấy là cái tự nhiên mình quay cái là happy con quẹo đây ăn thì mình phải kéo qua đây ha. Đây nè, nhìn này coi ha, thì cái chân cái nó quẹo đây, giờ mình đẩy qua đây, mình đẩy về tới giờ đây ha, thấy chưa. À, này cái bằng gai đổ vô ha. Rồi để cho nó gãy xương không phải. Rồi, đi qua tỉnh rồi sao? Sướng. Rồi, thấy con nằm đi. Chứ làm sao mà hết được. Thôi, ngửa năm nữa. Thì phải nói biết không? Phải nói. Rồi, xin lên chút. Rồi. Đấy. Thôi, nó hẹn qua cái mặt quay kia chung kia. Mặt quay đây. Nói cái mặt nó kêu kia. Rồi, lên đi ngồi đi thôi. Ngồi đi. Go dọn lên. Một chiếc em đặt đi, chuyện đặt đấy, ngồi lên. Ngồi chỗ này. Ngồi bẹp lên. Ngồi bẹp luôn. Đó, vậy đó. Rồi, chiếc kia đặt đây. Chiếc đây đặt đây. Ok. Cho sát bao ngọng. Em nắm này ra. Nha.
Rồi, ngã ra nha. Một tay á là ép chứ cái rồi ha. Ép ha. Rồi cái là chân đạp lên bánh đi cho nó chết đẹo đẹo lên luôn. 1 2 3. Thấy chưa? Rồi, lặp nó lại, quay qua bên kia. Rồi dính lên trên chút đi, dính lên trên. Rồi, đó rồi. Đạp chân vô. Đem. Nắm kéo ra. 1 2 3. Rồi xong. Ồ nhìn. Để ra luôn, đã coi gì. Rồi ngồi đây cái chỉnh cái nó tròn tròn xíu. Rồi em quay mặt kia, em quay mặt kia, rồi xếp bằng ngoài, xếp vô trong chút. Em biết cái cú này không? Ngồi xuống, quỳ xuống, quỳ xuống, à, quỳ giữa hai đầu gối đây. Đó, nằm đây, móc hai cái nách. Rồi, à, khoan khoan, đừng từ bình tĩnh, đầu em cúi xuống đây. Rồi bắt đầu em để rồi dứt đó, rồi bên đây nữa, xuống xuống đây, rồi đầu giữa đây, ông này giữa đây đây nha. Rồi 1 2 à, được rồi. Ồ, đã gì đâu, em cũng có cũng được, làm thêm cái nữa mai móc ra. À, cái đó rồi, rồi phải chơi luôn ha. Rồi gãy bỏ ra đây bỏ. Dứt nhịp. Rồi. Đi đi. Đi đi. Đi vào hộ ra đi. Đi. Cá rồi. Đi nhẹ rồi. Cá ha. Rồi bữa nào gặp thầy có thể giúp cho nữa. Nha. Rồi ok được rồi. Đấy. Bao nhiêu năm rồi? Bao nhiêu năm rồi? Bị bao nhiêu năm rồi? Chắc bị 7 năm rồi, 6-7 năm rồi. Hốt đi anh em. Chùm game nào anh em. Khỏe bên trong, đẹp bên ngoài, phòng ngừa bệnh, tăng đề kháng, giúp ăn ngon, ngủ ngon, tiêu hóa tốt. Liên hệ khóa học theo điện thoại Sài Gòn 0918133635, Hà Nội 0937853823. Để có trong tay đá Trường Gan cặp đá Diệu Kỳ đến tận cửa nhà, bạn hãy liên hệ thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực phía Nam, điện thoại 0125800 2299 hoặc 0937853823. Hà Nội và các khu vực phía Bắc, điện thoại 0123218 6688 hoặc 0983581652.